Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Hiền Cuộc Sống Úc. Cả nhà ơi, bây giờ ở bên Úc là có khoảng 8 giờ 40 sáng. Thì giờ bây giờ Hiền chuẩn bị đi ra vườn tiếp cả nhà ơi. Xin mời cả nhà sẽ đi ra vườn chung với Hiền nha. Cả nhà nhìn nè, cái này là một cái bông dưa hấu cái nè cả nhà, mà hiện thấy nó có vẻ như là lớn hơn thường lệ á, có nghĩa là có phải là nó đã đậu không mọi người? Để Hiền cứ để ý tới nó mà không dám đụng hay mọi người ha, để Hiền cứ để ý tới nó rồi xong mà Hiền sẽ cập nhật cho mọi người xem có phải là nó đã đậu chưa, tại thấy cái bụng nó phình phình so với những cái bông khác á cả nhà. Mọi người có nhìn thấy đây là gì không? Cái này là cái bông của phúc bồn tử, mà cái này là phúc bồn tử khi mà Hiền mua ở cái chỗ mà họ họ bán cây giống á, thì họ nói là cái loại này phúc bồn tử đặc biệt chỉ có ở Brisbane hay gì mới có cả nhà, thì là Queensland đó mọi người. Thì họ nói là rất là ngon, thì Hiền đang hy vọng là nó sẽ cho trái thật sớm để Hiền ăn thử, tại vì Hiền rất là mê phúc bồn tử luôn. Mà mọi người nhìn cái bông của nó nè, nhìn cũng xinh ha cả nhà ha. Ở đây nè mọi người, sáng Hiền đã ra khám và Hiền phát hiện có một cái điều bất ngờ đã tới. Đây là một cái trái dưa hấu nè cả nhà, nhìn thấy không? Đó, trái dưa hấu, hình như trái này nó đậu rồi nè, Hiền thấy nó to nè cả nhà. Hy vọng là sớm sẽ có dưa hấu nhà ăn tiếp mọi người ơi. Nôn quá chừng nôn luôn rồi nè. Bên đó Hiền cũng thấy mới đậu thêm một trái dưa leo mới nữa kìa mọi người. Nhìn cái em này giống như là kiểu có bầu vậy mọi người. Cái bụng phình trương to ra kìa. Mọi người nhìn nè, Hiền sẽ quay cho mọi người xem là cái cây dưa leo của Hiền nó đang bị mấy cái con kiến mang rẹp lên nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ á, rẹp nó đang chuẩn bị hút nhựa cây nè. Mọi người thấy cái lá nó cuốn lên này không? Thì bây giờ Hiền sẽ phải chuẩn bị làm cái nước để mà xịt rẹp. Đó là 1 lít nước và 10ml nước rửa chén và một muỗng canh dầu ăn. Thì Hiền sẽ phải xịt, tại vì hả, rẹp này là do kiến nó mang lên đó cả nhà. Kiến nó mang lên để nó nuôi con này, con này tạo đường cho nó ăn, nó phá dễ sợ không mọi người. Nếu mà những bạn nào mà có cái phương pháp hữu hiệu mà trừ kiến ở ngoài vườn bằng phương pháp thiên nhiên chỉ Hiền mới nha, tại vì Hiền đang làm vườn mà Hiền đang còn học hỏi rất là nhiều đó. Cảm ơn mọi người. Bây giờ Hiền sẽ xuống dưới đồi, hôm nay Hiền muốn xuống dưới đồi để quay cập nhật cho mọi người xem những cái cây ở trong vườn nhà Hiền á mọi người. Cây ăn trái á. Đây là cây chuối nè cả nhà. Thấy nó cũng đang phát triển kìa, ra lá mới. Thì cây chuối á, ở đây có một cái giống rất là lạ, nhưng mà Hiền không mua giống lạ mà Hiền mua cái giống Hiền biết, đó là chuối sim của Việt Nam mình. Tại vì á, chỉ có chuối sim của Việt Nam mình là ngon nhất rồi cả nhà ơi. Còn những chú khác, chú Tây thì ngang bên đây thấy không bằng. Mọi người nhìn nè, cây đu đủ nè, không hỏi ông xã Hiền quay cho mọi người xem á. Này, khi mà mình xuống nó có những cái lá như thế này, Hiền sẽ bứt nó ra nè cả nhà. Đó, mấy cái lá chết đó cả nhà, Hiền bứt nó ra hết. Ôi, có những cái bông nè. Cái đó không có phải là tại Hiền đụng mà nó rụng, mà nó giống như là nó đã có cái dấu muốn rụng sẵn rồi. Đây mọi người thấy không, nó có những cái trái đu đủ mà nó bự bự lên rồi nè. Mấy trái này là thành trái rồi nè, còn có khi á nó thành trái mà nó cũng muốn rụng nữa cả nhà. Đây nhiên gì nè, nhiên gì là nó héo héo, nó muốn rụng mà nè. Cái trái này rụng mà nè, thấy mà ở trên nó còn đang ra bông tiếp nè cả nhà.
Cái đu đủ này không biết dạng cao hay sao á, hiện thấy cũng cao nè. Wow, đó, cái nào mà nó rụng rụng cái hàng giúp cho nó con tay bay đi luôn. Oh, mọi người nhìn nè, hàng sẽ quay gần bông đu đủ cho mọi người xem. Không biết là mọi người có thấy bông đu đủ lần nào chưa ha. Đây, nhìn nó cũng không có xinh lắm đó cả nhà. Nhìn nó cũng bình thường à. Thì ở dưới cái thân cây đu đủ á mọi người, nó có những cái này ra nè. Nhìn là nó đang ra nhánh hả mọi người. Ủa hiền tưởng đâu, ủa sao nó ra nhánh ở đâu, đóng ngoài thân vậy cả nhà. Hiền tưởng đâu cây đu đủ là không có nhánh chứ, tưởng đâu cái thân của nó là trơn gì lên tới trên chứ ta. Có thể là hiền đã sai. Còn đây là cây mận của hiền nè mọi người. Hôm hởm hiền thấy nó cao lên được tí rồi nè cả nhà. Đó, nó cao lên được tí, không biết con gì nó cắn nè mọi người. Nhìn giống như mấy con bọ gì á mọi người, mình đã từng thấy tụi nó rồi. Nó phá quá à. Coi nè, nó cắn nè. Đó, thì đây mọi người thấy không, cây mận nó đang ra chồi mới đó cả nhà thấy không. Đó, đó thì bây giờ cây mận thấy cũng cao cao được lên tí. Không biết trồng mận bao lâu mới có ăn ha mọi người. Chắc 2 năm quá à. Nghĩ chắc 2 năm rưỡi ít nhất quá à. Còn đây là cây ổi nè mọi người. Nói chung là chưa có thấy gì mới hết. Chưa thấy gì mới hết mọi người. Đó, cây ổi của Hiền cũng phát triển ok á mọi người. Hiền mê nhất là món ổi luôn ấy. Hiền quay cho mọi người xem, ở bên Úc có những cái loại cỏ mà nó rất là kinh dị. Cái này là một cái cây cỏ mà mọi người thấy không, nó có gai đó. Cái cây này á, gai không nè. Cái này mà nó xâm vô chân một cái là thôi rồi luôn mọi người. Ông xã thì ông chưa tiêu diệt cây này nữa mọi người. Trời đụng một cái không chết luôn vậy cả nhà. Gai nó đau lắm luôn á. Ồ cái cây quỷ này ghê quá à. Phải chi nó là cây gì có lợi cũng đỡ. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Cái này là cây chanh. Cây chanh chai trái da xanh của tụi mình nè. Đó. Nó ra được rất là nhiều bông và quả. Thì cái chanh này nó có cái gì vậy trời. Hiện thấy mấy con kiếm này nó lên nó phá cây chanh nè cả nhà. Nó đang nuôi rẹp trên cây chanh nữa nè. Trời ơi, cây gì mà có kiếm lên cũng bị nó phá hết rồi mọi người ơi. Đây nè. Trời ơi, cũng may là hôm nay hàng xuống hàng nhìn thấy mới biết đó nha. Nó phá dữ vậy trời. Wow, nó nuôi rẹp vòng vòng luôn rồi nè. Rồi cái này hiện sẽ phải xịt rồi cả nhà ơi. Này sẽ phải tìm cách trị rồi. Trời ơi, nó không chỉ phá vườn mà nó phá luôn mấy cây ăn trái của mình đó mọi người. Trời ơi mấy con quỷ này bực dễ sợ luôn trời. Đó thì mọi người nhìn nè, đó trái chanh nè cả nhà ha. Đó. Ê. Đây trái chanh. Cái chanh hết trơn luôn nè mọi người. Ồ đã vậy sợ chưa. Hàng đếm có được mấy trái. Hồi lúc đó bông nhiều quá mà thật ra nó thành trái thì không có nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chắc được cỡ vòng vòng 10 trái cả nhà. Nhưng mà kệ. Cái cây nó còn nhỏ thì đợt đầu nó cho vậy, sau này hy vọng nó sẽ nhiều hơn. Còn đây là cái cây bưởi tây của ông xã Hiền. Thì hôm trước Hiền có quay nó cũng ra bông một mớ đó mọi người. Bây giờ Hiền thấy nó có được 2 trái nè. Mà không biết là có đậu cho lớn không nữa hay là sẽ rụng nữa cả nhà. Đây 2 trái nè, bưởi tây nè cả nhà. Đó. Ở trên thì được thêm 1 trái nữa là 3 trái nè. Đó. Trời ơi mọi người nhớ nha, khi mà cái vườn của mọi người xuất hiện nhiều kiến á thì mọi người hãy cẩn thận á nha. Nó phá cái gì đó chứ không phải nó vô nó chơi đâu. Hiền bây giờ là Hiền thấy kiến là Hiền bắt đầu không ưa rồi đấy. Đây là cây hồng giòn của tụi mình mọi người ơi. Hồi lúc đó thì mua là mùa đông là nó chỉ có cái thân này à. Nó không có gì hết trơn á. Mà bây giờ Hiền thấy nó ra được miếng lá kìa. Đó thì thấy nó cũng chậm chứ không nhanh cả nhà, thấy không? Mùa xuân được bao lâu rồi ta? 10 chân tháng mấy rồi cả nhà? Mà hiện thấy nó cũng nó ra được nhiêu đây.
Rồi, mình sẽ chờ tiếp thôi. Hồi nãy giờ đang bực mình kiến, thì bây giờ qua đây nhìn thấy em này thì lại hết bực rồi mọi người. Em này là thiên địch của vườn nè cả nhà. Đâu rồi? Nhảy đâu mất tiêu rồi? Mọi người mới thấy em ếch không? Em nhảy đâu mất tiêu rồi? Trời ơi, có em đó ở đâu là mọi người khỏi cần phải lo về sâu ha. Nghe ông xã thì nói là mấy em ếch ăn sâu cho mình á, cho nên bạn nào mà thấy ếch, đấy nè đấy nè mọi người, nên bạn nào mà thấy ếch trong vườn thì hãy vui nha. Đó, thấy không, dễ thương không? Hiền yêu động vật lắm mọi người, trừ những con nào mà dữ dữ á, thì tại Hiền sợ nó thôi. Đây Hiền cây chanh của Hiền nè mọi người. Trời, hôm trước á, cây chanh không thấy gì khả quan hết, hôm nay thấy 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 kìa, nó ra trái con cả nhà, với lại nó ra bông kìa. Quá wow. Cây chanh hôm nay thấy có tiến triển đó mọi người ơi. Vậy đó, nhưng mà trái nó còn nhỏ cho nên mình chưa có biết được là nó sẽ đậu luôn không, giống như cây chanh bên kia vậy mọi người. Nó ra nhiều bông nhưng mà nó đậu quả đợt đầu thì ít à. Đấy, cưng hả cả nhà. Hiền rất là thích những em này luôn. Em này em bay làm sao mà lên tới đây được, hay thiệt á. Ếch nhảy dữ ha cả nhà ha. Cái quả bí rợ của Hiền á, cái này là dạng bí rợ mini hay gì mọi người, có nghĩa là bí rợ tí hon á. Hiền thấy nó cũng không có tí hon lắm cả nhà, nhưng mà so với những quả bí rợ thì cái dạng này nó sẽ nhỏ hơn. Tại mọi người biết bí rợ thường thường nó cành cà băng dữ lắm, nó bự cực kỳ bự luôn. Còn cái trái này hôm nay Hiền thấy lại hơi lớn hơn một tí rồi nè cả nhà. Niềm vui của Hiền á cả nhà ơi, mới đậu được có con trái đó, quý hóa dễ sợ luôn. Mọi người nhìn thấy cây xà lách này không, nó đang chuẩn bị ra bông luôn rồi, nên Hiền sẽ nhổ nó ra luôn. Hiền sẽ kiếm cái khác trồng vô đó. Và ở bên kia hai cây xà lách mà nó ra bông rồi, Hiền cũng sẽ nhổ luôn hết cả nhà. Đây. Wow. Cái này mà có ông xã Hiền ổng nhổ giùm á, nó đỡ hơn, nó dễ hơn. Hiền nhổ nó hơi khó. Cái dạng dù sao cũng vẫn là chân yếu tay mềm. Hay mọi người nhìn nè, nó ra bông nhóc kìa cả nhà. Trồng cái khác vô ha cả nhà. Đây. Cái cây này dễ nhổ quá, thích quá, cây này dễ nhổ sợ luôn. Cả nhà ơi, Hiền quyết định là hôm nay Hiền sẽ nhổ, Hiền sẽ hái vài cái củ, vài cái bắp cải tí hon này ăn thử cả nhà, thử xem coi nó ra sao ha mọi người. Hiền thấy mấy cái trên đây nè, Hiền sẽ nhổ từ dưới lên trên đó cả nhà nhìn nè. Đó. Bây giờ mời cả nhà sẽ nhổ, phải sẽ hái chung với Hiền nha. Lần đầu Hiền hái bắp cải tí hon luôn mọi người. Tiếu mà cả nhà ơi, nhìn nó thấy cưng giả men nha. Wow. Cái bắp cải của người ta là nó là một cái bắp úp vô, còn của Hiền nó nở tà le té le tứ lừa. Đây cả nhà nhìn này. Đây một bắp mọi người. Ôi trời, nhìn nó như kiểu là cái bông hồng vậy mọi người, bông hồng thấy cưng hợp cả nhà. Hiền nhìn mà Hiền không nhịn được cười á mọi người. Nhìn nó téo gì đâu. Ở đây chuẩn bị hái cái bắp thứ hai cả nhà ha. Thì Hiền hái vài bắp ở dưới thôi cả nhà, còn ở trên mình để tiếp cho nó phát triển mọi người. Đó. Nhìn nè, cả nhà sẽ wow. Cái nào cái nấy nhìn rất là đáng yêu luôn á mọi người. Nhìn nó Hiền có cảm giác giống như là mấy cái bông antiso vậy mọi người. Hơi nên né gì đây, Hiền sẽ hái cái dưới đây ha. Ồ, còn cái này nó còn bắp bắp nè. Đó, thấy cưng đó cả nhà ha, đúng chất tí hon luôn. Vườn nhà Hiền cái này thiệt là tí luôn rồi nè, tí quá tí. Wow. đây. Wow. Đây sợ luôn á cả nhà. Cái cảm giác á, cái cảm giác đã tới lúc thu hoạch thành quả
Và cái cây này trồng lâu lắm mọi người ơi, trồng mấy tháng trời luôn rồi đó. Đây. Đó. Ồ. Nhìn cưng nhở. Nhìn giống như những cái em bé út tí hon vậy. Đây nè, hiện sẽ hái mấy cái ở dưới thôi cả nhà, còn mấy cái ở trên thì sẽ chừa cho nó phát triển. Đây nè mọi người, trời này nó nở từ lưa ra như cái bông hồng nha, nhìn đẹp nha. Đây, bên đây có một cái nữa nè. Wow. Cưng quá. Cái nào mà nó nở từ lưa ra thì sẽ hái nó đi. Ồ, còn có con nhện xanh nè mọi người. À, có ai làm vườn mà biết cách đuổi nhện nó chỉ Hiền mấy phương pháp thiên nhiên á cả nhà. Cái nào Hiền cũng tìm là phương pháp thiên nhiên á mọi người. Ồ, cái bóng cải nè. Đó. Hiền không có xài hóa chất mọi người ơi, mình ăn ở nhà mà. Đó. Wow. chắc Hiền thu hoạch thêm cái nữa là được rồi đó cả nhà. Để mấy kia thử coi nó phát triển không. Đây. Rồi. Hiền để lại mấy cái kia đi. Nhìn cái này nó còn dư cái lá thì Hiền nhắc ra cho nó đi. Rồi bây giờ Hiền chừa bao nhiêu đây nè mọi người. Thì cây này là cây duy nhất mà Hiền thấy tạo cái bắp to rồi đó. Còn bên đây nè. Wow. Bên đây nó cây này nó lùng mà nó cũng đang tạo bắp rồi nè cả nhà. Nhưng mà chưa biết ra sao. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đã nhờ. Ồ. Nhìn cưng quá à. Hiền thích cây bắp cải tí hon quá mọi người ơi. Mọi người nhìn thành quả của Hiền nè. Nhìn thấy mắc cười với cả nhà, không biết mấy cái này ăn sống ra sao ha. Mọi người có ăn sống bao giờ chưa? Đâu để Hiền Hiền đi hái cái rau sam dại xong rồi Hiền ăn sống thử cả nhà. Cả nhà ơi, trong vườn nhà Hiền thấy nó mọc cái này nè. Hiền muốn hỏi mọi người cái này có phải là rau sam không? Giống như bên Việt Nam Hiền rất thích ăn rau sam mà nấu canh mà nó nhớt nhớt á, phải cái này không cả nhà? Hiền thấy hình như là nó đúng không? Đây nè. Cả nhà biết thì bình luận cho Hiền biết chứ nha. Đây, Hiền sẽ thu hoạch mới này. Chờ mọi người coi coi có đúng là nó không thì mới dám ăn. Đây. Nó ra nhiều lắm nhưng mà Hiền nhổ hết rồi đó mọi người. Nhưng mà sau này Hiền mới nghĩ hình như nó là rau sam thì phải. Đây nè cả nhà thấy không? Mọi người nhớ nói cho Hiền biết nha, để không thôi Hiền hy sinh oan uổng lắm. Nói chứ Hiền chưa dám ăn đâu, phải chờ mọi người cái đã. Đây. Nó mọc nhiều lắm mọi người ơi. Cái kiểu như là cỏ vậy á. Đó. Đây cả nhà. Có cái này nữa nè cả nhà, cái này có phải là rau dền dại không cả nhà? Rau dền dại đúng không? Cả nhà bình luận cho Hiền biết đi nha. Đây. Hồi lúc Hiền mới qua đây là Hiền đã thấy nó giống rau dền này. Nhìn thấy cái hạt cũng y hệt à. Cái lá cũng y hệt à. Đúng rồi phải không mọi người? Đây nè mọi người nhìn nè, đây là cũng là một cây rau dền, nếu mà là đúng là nó nè. Ngộ lắm cả nhà, mấy cây mọc tự mọc này không thấy con sâu nào đi tới hết, sâu nó cũng quỷ quái quá. Nó lựa vườn của mình nó mới phá không à. Đó mọi người thấy không, nó mọc hoang giữa mấy cái đám cỏ nè, mà nó có thua gì cỏ đâu. Nó chen chút, hai đứa nó đánh lộn với nhau để sống nè. Đây, ở đây rau dền nó đúng không mọi người? Ua. Mọi người nhớ bình luận sớm để Hiền làm nồi canh rau dại ăn cả nhà ơi. Nhớ cho lời khuyên chân thật nha cả nhà, để ông nuôi Hiền hy sinh.
Thì quay cho mọi người xem cái cây này nó rất là lạ luôn. Mọi người thấy cái bông của nó không? Không biết cái này phải cái bông của nó không nữa. Thì cái này Hiền không có biết tên nha cả nhà. Cái này lúc Hiền mua là họ cũng không có để tên cây gì hết. Nhưng mà họ để cái tên hóa học gì đó. Giống như cái tên mà không biết nữa. Không phải là tên cây. Thì cái người bán nói với Hiền là cây này là cây cây dâu mà trái màu trắng. Thì họ nói là ăn y hệt dâu tây luôn á. Hiền đang trông chờ để xem ăn thử mọi người. Hồi đó giờ Hiền chưa bao giờ thấy trái này, không có bán ngoài tiệm mà nhìn cái bông cũng rất là lạ luôn nè mọi người thấy không. Đó, đang trông chờ lắm luôn á. Còn cái cây này họ kêu là cái cây cái gì Việt Quốc trái màu trắng. Thì đây Hiền thấy nó đang ra hoa rồi nè mọi người. Không biết là nó khi nào nó sẽ cho quả nữa. Nhưng mà thấy ra hoa là thấy thích rồi đó. Không nhận thấy không? Đã ghê chưa? Trong chờ cây này. Wow. Nó còn nhỏ mà nó ra một đống nụ luôn rồi nè cả nhà. Thích ghê luôn. Cả nhà ơi, thì bây giờ Hiền có mấy cái củ mấy cái bắp cải tí hon này nè. Bây giờ Hiền sẽ ăn thử. Hiền sẽ ăn thử một miếng xem nó như thế nào ha mọi người. Hiền sẽ ăn cái phần củ non của cái bắp cải tí hon này cả nhà. Đây ha. Non èo luôn nè mọi người thấy không? Đây. Giờ chúng ta sẽ thử đây. Nó đậm vị đó mọi người, nó đậm vị và nó có cái mùi hơi có cái mùi bắp cải. Này. Nó rất là đậm vị. Nó hơi hăng hăng, nó hơi có mùi bắp cải và ngoài ra thì Hiền thấy nó không có cái mùi đậm của bắp cải lắm mà nó hơi hăng hăng đó mọi người. Đó. Mà nó hơi có cái vị nhẫn nhẫn đó mọi người, đó là vị của nó cả nhà. Lạ hả cả nhà, ở bên Việt Nam mình có bắp cải tí hon chưa mọi người? Chắc nghĩ thì nghĩ giờ chắc có rồi ha mọi người ha, cái gì cũng có ở Việt Nam hết rồi mà. Thôi cả nhà ơi, Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau ngày mai. Nếu mọi người yêu quý kênh của gia đình Hiền, cho tụi mình xin một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ nha. Xin chào mọi người.